Tôi xin lỗi. Xin lỗi vậy đi gì nhắm mắt hay sao á? Nhắm mắt cái gì? Cô tự chui đến bất thần linh mà, ai mà đỡ được. Ông đi đi ông. Ông suy nghĩ hoài vậy. Dạ thưa ba, anh đi làm. Lên ngựa. Vậy đi. Dạ con thưa cả nhà, con về. Về đi cô giáo. Chào cô giáo. Qua đây nè để cho ba ăn. Cô ơi, quần cô bị rách kìa. Hả? Rách đâu mày? Rách đâu? Hai. Ê! Tụi không thấy gì hết nha cô giáo. Lâu chết á. Cô phải cẩn thận chứ. Đứng lại. Anh kia, anh vừa phải phải ra nghe chưa? Sao bất lịch sự quá vậy? Anh nghĩ sao anh la làng lên là cái quần tôi bị đách cho cả gia đình anh nghe vậy hả? Cô làm cái gì vậy? Cứ thấy sao tôi nói vậy thôi. Không lẽ vậy là sai hả? Anh còn hỏi tôi vậy là sai nữa hả? Ồ anh ơi, anh có biết cái lịch sự tối thiểu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ là gì không? Anh nói quần rách kìa, thô bỉ vừa thôi. Thô bỉ cái gì? Tôi làm vậy là tốt cho cô đó. Tốt cho tôi gì? Tôi muốn cô nhìn thấy chỗ quần cô bị rách để cô bụm lại. Chứ không lẽ để cô ra đường vậy sao? Người ta nhìn thấy rồi sao? Cái này nha, cái chuyện mà anh chỉ vô cái da thịt của tôi là như vậy là tôi bắt anh bắt ở tù đó anh biết không vậy hả? Báo bắt ở tù? Tôi làm gì báo bắt ở tù? Anh vừa bất lịch sự mà anh dùng chỉ chọt vô đây nữa. Tôi giúp cô mà. Anh đang giúp tôi. Đúng rồi, anh làm cho người ta hả? Quê trước mặt đông người vậy là giúp tôi hả? Nè tôi nói cho anh biết nha. Ví dụ như anh á, anh bị rách quần đi. Cái tôi nè, tôi nhìn thấy anh nè, đi ngang qua nhìn thấy anh. Anh bị rách quần kìa, trời ơi rách quần nó lòi ra vẹt ra tùm lum tà la hết trơn, tôi thấy hết trơn. Mắc cười quá vậy, lén rồi. Đó, ví dụ tôi làm vậy anh thấy khó chịu không? Thấy bất lịch sự không? Chứ bây giờ cô muốn sao? Tôi chỉ muốn anh xin lỗi tôi thôi. Anh xin lỗi tôi đi. Tôi xin lỗi cô, trễ giờ tôi rồi. Sao? Mình muốn chết mà đứng nói chuyện nãy giờ cứ cười hoài. Lần đầu tiên thấy người đàn ông mà ngang ngược vậy luôn. Ngang ngược không. Hú hồn. Càng nghĩ càng thấy điên mà. Đúng là cái người đàn ông bất lịch sự. Ủa nhưng mà My, nếu trong cái trường hợp đó mà nói là quần của cô rách kìa là sai hả? Chứ còn cái gì nữa. Mình phải nói lịch sự lên cái đó như vậy là ai mà đâu mà nói thẳng vô mặt người con gái như vậy. Cho dù quần ấy có bị rách đó thì cũng phải nói là cô gái ơi, y phục của em có kẻ hở kìa. Có phải là lịch sự sạch sẽ hơn không? Anh thấy cái nói vậy cũng sao á. Có gì đâu. Nó kỳ kỳ lắm. Hà ví dụ giờ em thấy người ta bị vậy đúng không? Thì mình phải nói là em gái ơi, quần em bị hẻ kìa. Anh vô này. Ơi, nhà. Đi ghê quá. Ông Ánh hả? Mới về em. Nhiều quá. Lên đây. Trời ơi. Mai bồ rảnh không? Tôi giới thiệu người này nè, ok lắm á. Bạn bà nữa chứ gì? Không rảnh. Không phải bạn tôi, nghe người ta giới thiệu thôi. Anh đó họ đẹp trai, cao 1m83. Như vậy thôi hả? Còn là sinh viên năm thứ 2 trường đại học y vừa mới về nước nữa. Trời, cũng bình thường. Còn có 6 múi nữa đó. Mai ở đâu? Anh hẹn em cuối tuần, chờ anh nơi cuối phố. Cái gì vậy trời? Đừng nói là người này nha. Cái mặt đó còn già hơn bác của mình nữa. Bác ơi đừng có tới con, bác ơi đi chỗ khác giùm con đi. Bác ơi đừng có nhìn con bác. Trời ơi hú hồn ông bác ơi. Em là Diễm My phải không? À, con anh là anh Hưng hả? Đúng rồi, rất là vui được gặp em. Em cũng vậy, anh ngồi đi. Em khác nhiều so với anh tưởng tượng. Vậy là
em làm cho anh thất vọng lắm hả? À, không không, em rất xinh đẹp. Em muốn gì anh gọi cho em nhé, cà phê nha. Em không uống cà phê được, mấy cái nước mà nó có caffeine á em không uống được, em chỉ hay uống nước ép thôi, nước ép dầu nhé. Ờ được rồi, chờ chút xíu nha. Dạ. Đúng là ảnh rồi, hô trên cả tuyệt vời. Ước chi gặp hay nghiết một lần, anh cũng có nuôi một con giống cháu anh á. À, vậy hả? Nhưng mà cún của em á tên là Heritage chứ phải là Hengit. À, nhưng mà cún của anh tên gì vậy? Anh không có đặt tên, chỉ đặt là nhóc con thôi. Tự nhiên sạc. À, tên đáng yêu quá nhóc con. À, anh ơi, nếu mà mình có dịp đó thì mình sẽ cho nhóc con đi chơi chung với lại Harris nhà em ha. À, chắc là hai đứa bé nó thích lắm á. Em thích xem phim gì? Anh ủa? Rất là thích sao diễn, thằng cha tiến sĩ điên nó ở đây vậy trời? Không biết do tính cách của anh nó dễ tính hay không? Anh rất thích thể loại phim... My à? Sao vậy em? Anh ơi, không mấy mình đi... đi chỗ khác chơi được không? Em thấy bữa nay trời đẹp quá nè. Mình đi chỗ khác đi anh. Nước mình chưa uống hết mà. Em uống xong rồi. Thế là đói bụng quá. Đi ăn đi anh nha. Đi ăn đi anh nha. Được rồi. Em ăn gì? Anh sẽ chịu theo sự lựa chọn của em. Đi anh. Tí. Em ơi, tính tiền em. Tính tiền. Trời ơi, sống ra chứ gì trời. Tính tiền. Gì vậy? Đi qua đây làm chi vậy? Không quen nha. Không biết nhau nha. Không quen biết nhau nha. Ô, chào ông tiến sĩ. Sao gặp ông ở đây? Nhà tôi gần đây mà, đi đâu đây? À, giới thiệu đây là My. Ờ, tụi tôi mới làm quen. À, lại gặp nhau nữa hả? Mình gặp nhau ở đây hả? À, có duyên quá ha. Buồn ngủ hả? Mới ngủ dậy. À, đang uống cà phê hả? À, đang uống cà phê. Ủa, hai người biết nhau hả? Đói bụng quá. À, tụi tôi tính đi ăn. À, ông muốn đi thì đi cùng tôi. Hả? Anh em vô. Bây giờ ông làm việc cho giáo sư hả? Tôi nhớ ngày xưa còn học, giáo sư quý ông lắm. Làm gì có. Hồi xưa giáo sư quý ông thì có. Tự nhiên ông bỏ đi du học đó chứ. Ờ, mà kỳ quá. Tự nhiên có cô My ở đây á, mà tôi ông nói chuyện riêng. Kỳ lắm. Xin lỗi cô My nha. Cái thằng cha kỳ đà này. Giờ mới nhận ra là mình vô duyên đó hả? Hai anh cứ nói chuyện tự nhiên đi. Coi em giống như là người vô hình là được rồi. Em uống tụi anh một ly nha. Dạ, 50-50 hả? Em khui cho anh đó. Cà phê em còn không biết uống nữa mà. Sao em uống bia được? Em uống nước lọc được coi. Cười cái gì mà cười? Cười cái con khỉ nè. Ủa cô My vì sao vậy? Chỉ vì anh ngồi đây mà giờ tôi không dám đi vệ sinh chứ còn bị cái gì nữa. Tôi mà đi anh thọc gãy bánh xe rồi sao? Tôi có điện thoại. Tôi nghe điện thoại chút nha. Ờ, không sao. Anh đi đi. Anh mắc cái giống gì mà để vậy anh ngọn? Anh cười hoài vậy hả? Thì mắc cười thì cười thôi. Nhìn cô là mắc cười lắm. Tôi có gì đâu mắc cười. Anh làm anh bớt cười giùm tôi được không? Ủa bình thường tôi thấy anh bẩn lắm mà. Ờ, anh đi dẫn người đang hoài vậy?
Đúng rồi, thường ngày tôi bận lắm. Nhưng mà lâu lắm mới gặp thằng Hưng lại nha. Nên gọi nói chuyện cho nó vui. Có gì đâu mà vui. Anh ăn xong chưa? Anh đi đâu đi đi giùm tôi cái được không? Mình đừng có cười nó đúng không? Tự nhiên mắt anh ta đi vậy. Thôi, được rồi. Cô đi đi, tôi thấy cô mắc lắm rồi đó. Tôi mà đi, anh gọi đây, anh kể chuyện cho anh nghe hết rồi sao? Chuyện gì? Thì chuyện cô gái bất tỉnh trên bãi biển đó, rồi mấy cái chuyện khác nữa. Yên tâm đi, đi đi. Tôi không nói đâu. Thiệt không? Thiệt. Cô đi lẹ đi, chứ cô nín là bị sỏi thận đó nha. Ôi, vậy à, bác sĩ. Đúng là mình nghề nghiệp luôn. Em, anh đi, mời em. Anh đi trước đi. Em xin phép ra kia một chút nha. Alo. Diễm My hả? Em có nhớ anh không? Anh Hưng hả? Đúng vậy. Anh là Phạm Văn Hưng đây chứ không phải Đàm Vĩnh Hưng nha. Dạ, em nghe. Hôm qua thật là một ngày tuyệt vời đối với anh. Em đang làm gì đó? Em ăn gì chưa? Dạ, em đang ở nhà. Em ăn một chút salad với lại mì spaghetti thôi anh. À vậy hả? Cho anh hỏi là cái salad nào trên thế giới mà nhìn giống cơm nguội vậy em? Còn cái spaghetti gì mà giống ốp la vậy? Dạ, là sao vậy anh? Là ý anh nói em quăng bơm quá đó Diễm My, 96 à. Chọc cho em chứ vui mà. Chọc cái gì? Hay quá ha. Nói mấy người mua sim mới gọi điện thoại cho tôi chọc tôi thôi mà cũng tốn tiền nữa đó. Nhưng mà nó vui, mốt em có chồng rồi em về nhà chồng sao chọc nữa. Tin nhắn rồi. Anh đừng nhắn. Anh xin lỗi. Hình như chúng ta không có duyên. Tối qua tôi cũng rất vui. Cảm ơn cô đã dành thời gian cho tôi. Thiệt là đáng thương. Sao mà như vậy được? Hôm qua anh còn khen mình xinh đẹp bất ngờ mà. Trước khi chia tay á, trước khi về anh còn nói là nụ cười em thật là tỏa nắng. Mà sao mà bữa nay nhắn tin như vậy được? Vấn đề nằm ở đâu? Tại nắng quá anh mới bỏ đó. Đúng rồi, chắc chắn là tại thằng cha đổ tiến sĩ nó đâm chọt cái gì rồi. Thôi bỏ đi. Thằng cha đổ tiến sĩ đó, ông sẽ biết tay tôi. Ai vậy? Vô đây. Ủa, cô mới tới hả? Có chuyện gì không? Nói chuyện xíu đi. Nói chuyện gì? Tại sao anh lại nói chuyện với anh Hưng như vậy? Nói gì là nói gì? Anh nói gì với anh Hưng để bây giờ anh Hưng không có muốn gặp tôi nữa là sao? Cái đó tôi đâu có biết. Mà cũng có thể chắc nó không thích cô nữa. Anh nói gì mà nghe được á hả? Anh nghĩ sao mà anh Hưng không có thích tôi? Hôm qua rõ ràng anh Hưng nói chuyện với tôi rất là vui vẻ. Mà tự nhiên anh không muốn gặp tôi mà hôm nay anh nói không thích tôi nữa là sao? Mà nè. Tự dưng bây giờ tôi thấy không thích cổ nữa. Ủa, tự nhiên sao không thích? Thấy lúc đầu thấy hợp hợp nhãn, nhưng bây giờ tự dưng thấy chán chán sao? Có thể là nó không thích cô nữa. Còn lý do gì đó nó không muốn nói cho cô biết. Anh nghĩ là tôi tin anh hả?
Rõ ràng là hôm qua anh rất là thích tôi, bây giờ anh lại nói không thích tôi nữa là sao? Tôi nhìn thấy anh á, không phải cái kiểu người mà hay thay đổi như anh đâu. Ủa là sao? Tôi thấy có cái gì đó phía sau cổ, tôi thấy không thích. Phía sau? Ừ. Ủa, phía sau có vấn đề gì hả? Phía sau cổ, thấy nó nhìn nó kỳ kỳ, không thích được. Cái gì vậy trời? Ông hơi lạ đó nha. Thì trước giờ tôi vẫn lạ vậy mà. Mà nè, cô mới quen, làm sao cô biết được là nó không dễ thay đổi? Tôi có dám làm thứ sáu, được không? Ủa mà nè, bộ anh có gì ác cảm với tôi đúng không? Tại sao suốt ngày anh cứ canh me tôi, anh thọt kẹt bánh xe tôi hoài vậy hả? Hay là anh thích tôi? Gì? Tôi mà thích cô á? Cô làm gì vậy? Nè, không thích tôi, mất mới anh cứ làm như vậy với tôi hoài vậy hả? Làm vậy làm gì? Mà nè, chắc là cô thích bạn tôi lắm hả? Mất quá tôi thích bạn anh vậy lắm. Ờ, vậy thì tốt. Vậy coi như xong rồi, cô đi kiếm người khác đi. Trên đời thiếu gì người tốt hơn nó. Cái gì vậy? Anh nói là trên đời này thiếu gì người tốt đúng không? Anh có ngon thì anh làm mai mấy người đó cho tôi đi. Bộ con muốn lắm rồi hả? Ừ, tôi muốn lắm rồi đó, muốn dữ dội rồi tới rồi đó, tôi muốn lắm rồi đó. Sao? Để anh nói, có nhiều người tốt lắm mà, có ngon giới thiệu đi. Được, thích thì chịu. Còn bây giờ, đi ra ngoài, tôi thay đồ vô lịch sự, tôi giới thiệu cho. Tôi xuống dưới ngồi đợi anh đó. Tâm ý chị uống miếng nước. À, dạ. À chị ăn cơm với tụi em luôn nè. Ăn không nổi, chị nuốt không có vô. Mà chị ơi, em nghe nói hôm qua chị đi coi mắt hả? Đừng bao giờ nhắc đến chị coi mắt với chị nữa nha. Ủa sao vậy tăng chị? Tăng bành hết trơn rồi đó. Sao kỳ vậy? Tất cả là cũng tại cái tên điên ở trong căn nhà này nè. Tên điên là ai vậy chị? Cái thằng cha đổ tiến sĩ, cái tên điên trong nhà này nè, cái tên xấu xa đê tiện trong nhà này nè. Cô chửi tôi của... vậy á là hơi nặng đó nha. Vậy sao? Cô nói tôi xấu xa đê tiện đúng không? Vậy cô nói xấu sau lưng người khác, chắc cô tốt lắm. Vậy sao? Sợ cô thiệt. Chắc cái điều này tôi phải giới thiệu cho cô một người, để tôi bớt bị cô đay nghiến quá. Ừ, thì anh nói mà, anh quen biết nhiều lắm mà. Anh có ngon giới thiệu đi, giới thiệu tôi liền đi. Có ngon thì giới thiệu đi. Cô muốn đó nha. Ừ. Vậy tôi giới thiệu luôn nha. Đi. Được. Sẵn tiện ở đây có nhiều người lắm, nhìn rất là được. Giới thiệu cho cô liền luôn. Đi. Cô nhìn thấy ba người đó không? Thì sao? Chịu khó quan sát từ phía sau nha. Người số 1 tuy hơi già nhưng được cái là tiền rất là nhiều. Anh bị điên hả? Người số 2 tuy đã có một vợ như hai con nhưng nhìn kỹ đi, rất đẹp trai. Cái là người này. Người thứ 3 nhìn ngu ngu vậy đó, nó tràn đầy sức sống. Nè, anh vừa vừa phải ra ngay trên, có bị khùng không vậy? Khùng cái gì? Cô kêu tôi giới thiệu thì tôi giới thiệu đó. Ba người họ toàn là người tốt không đó nha. Sao? Không chịu luôn hả? Bây giờ phải làm sao ta? Ca này hơi khó. À, vậy tôi thì sao? Xin chào em. Anh là Đỗ tiến sĩ, nghề nghiệp là bác sĩ. Anh là một người tốt bụng, yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Anh bị điên hả? Em tính về hả? Làm ơn cho anh xin số điện thoại đi. À, mà thôi, đừng cho, anh cũng không gọi đâu. Đủ rồi nha chứ, thằng cha loại biến thái bệnh hoạn này. Đâu ra vậy trời? Thôi cả nhà con về. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.